Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Quá giới hạn chịu đựng, dân Gia Lai cầm liềm rửa, xua đuổi quan chức và trận giáp la cà giữa lính quân ly khai và binh đoàn 15. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những nội dung chính như sau. Lại một sự kiện tiếp tục gây xôn xao dư luận về việc khi quá giới hạn chịu đựng, người dân Tây Nguyên cầm ghiềm rửa rượt xua đuổi quan chức nhà nước. Trận đấu giáp lá cà đầy kịch tính giữa binh sĩ thuộc quân đoàn dân chủ ly khai và binh đoàn 15 tại cao nguyên. Tiết lộ thêm và giải mã về đồn cảnh sát bí mật của đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyên tra tấn người tại Mỹ. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, điểm nóng Tây Nguyên lại tiếp tục bùng phát, nhưng lần này bằng một hình thức khác. Theo các thông tin chúng tôi có được, việc chính quyền tỉnh Gia Lai cưỡng chế xung công và phá dỡ đất nông nghiệp đã khiến những người dân thấp cổ bé họng không thể chịu đựng được. Hãng thông tấn Goster của Anh cho biết, chính quyền địa phương huyện Chư Pơ Rông, Gia Lai đã cưỡng chế, phá bỏ cây non và thu hồi đất nông nghiệp của nông dân. Phần lớn là người thượng. Sự bất bình của công chúng đã lên tới tột đỉnh, dân làng kéo nhau cầm lưỡi liềm và gựa, xua đuổi các cán bộ chính quyền để bảo vệ cây trồng của mình. Tại hiện trường cũng xảy ra một vài vụ nổ. Bốc khói dày đặc, không rõ là pháo hoa hay thuốc súng tự chế. Hầu hết dân làng hét lên, khi chính quyền cho lực lượng cơ động thực hiện việc cưỡng chế chính sách của các ông còn chưa ban hành thì các ông đã cưỡng chế chúng tôi có thể thấy trong video các nhân viên chính quyền đã rút lui toàn bộ trước mặt nhóm phản kháng và một chiếc xe thực thi pháp luật bị bỏ lại phía sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng bộ máy quản lý nông nghiệp của chính quyền đã được làm việc hết công suất để xử lý các vấn đề trên khiến nhiều vùng nông thôn rơi vào tình trạng hỗn loạn cư dân mạng nhận xét rằng tương lai có thể xảy ra nhiều vụ phản kháng của nông dân Việt Nam, đặc biệt là tại cao nguyên hơn nữa. Trong những năm gần đây, chính quyền Gia Lai đã tuyên bố rằng sẽ xây dựng tỉnh thành, khu thương mại tự do và nhiều khu vực của tỉnh sẽ được xây dựng cơ sở hạ tầng. Các quan chức đã nhiều lần tuyên bố rằng việc thu hồi đất sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, nhưng trên thực tế thường là trưng thu cưỡng chế Bồi thường không hợp lý hoặc thậm chí còn bị khấu trừ tiền bồi thường ở nhiều cấp độ khác nhau, thường gây ra các cuộc biểu tình công khai và thậm chí là phản kháng dữ dội. Trong một diễn biến liên quan khác về tình hình cao nguyên, mới đây một video do lực lượng ly khai cung cấp về cuộc đụng độ giáp lá cà gây sốc giữa lính của quân ly khai, quân đoàn dân chủ và binh sĩ thuộc lực lượng binh đoàn 15 tại khu vực Takto. Khi tin tức nói rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng Tây Nguyên, không phải lúc chúng ta cũng có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng các video được công bố đã cho thấy rằng cuộc chiến đang thực sự diễn ra trong khu vực có tính chiến lược này một cách quyết liệt. Đôi khi thậm chí là tình huống giáp lá cà, đẹp căng thẳng như thế này. Có thể thấy hai chiến sĩ của quân đoàn dân chủ ly khai đã tiếp cận chiến hào của quân binh đoàn 15 và tiến đến chỗ hổm mà người lính đang ẩn nấu. Một trong những người lính quân ly khai sau khi sử dụng một quả lựu đạn tấn công đã không gây hại cho binh lính binh đoàn 15, nên đã tiếp cận anh ta và bắn một phát súng bán tự động ở cự ly gần. Thật khó để tưởng tượng rằng người lính binh đoàn 15 có thể sống sót sau phát bắn đó. Nhưng để đề phòng, một người lính của lực lượng ly khai đã ném thêm một quả lựu đạn khác vào chiến hào. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến nóng về tình hình cao nguyên và sẽ cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Thêm những tiết lộ nội bộ chấn động về đồn cảnh sát bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc đàn áp bất hợp pháp những người chỉ trích bởi cảnh sát mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoành hành và tràn lan ở các quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, đơn vị phản gián thuộc cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ trong tuần này, chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Iran đang ngày càng ráo riết tấn công những người bất đồng chính kiến trên lãnh thổ Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các quan chức Hoa Kỳ nói với giới truyền thông hôm ngày 5 tháng 7 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang vượt quá giới hạn trong việc đàn áp những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ở nước ngoài và sử dụng biện pháp đe dọa để củng cố quyền lực ở trong nước. Một quan chức cấp cao cho biết, chính phủ Trung Quốc, Iran và các chính phủ độc tài khác coi đây là ưu tiên của họ để ổn định và đảm bảo sự tồn tại của họ, ráo riết hơn trong việc truy lùng những người bất đồng chính kiến trên đất Mỹ một quan chức dấu tình khác lưu ý rằng những thay đổi mà chúng tôi đang nêu ra là sự gia tăng các mối đe dọa, đe dọa bạo lực mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Các quan chức Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các chiến thuật đàn áp xuyên quốc gia này của các chế độ như Đảng Cộng sản Trung Quốc hay Iran đang ngày càng trở nên tinh vi và thương nhằm mục đích cố gắng gây ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của Hoa Kỳ thông qua các biện pháp ác ý một quan chức phản gián của fbi cho biết chúng tôi thực sự đã thấy sự thay đổi trong các chiến thuật và công cụ của họ cũng như mức độ rủi ro và mức độ đe dọa đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua fbi lưu ý rằng chính quyền trung quốc và iran là những kẻ phạm tội lớn hàng đầu đặc biệt là đảng cộng sản trung quốc đầu tuần này fbi đã bắt giữ hai công nhân mỹ gốc hoa sống ở New York với cáo buộc là điệp viên ngầm của đảng Cộng sản Trung Quốc và đang điều hành một đồn cảnh sát bí mật tại khu phố Tàu ở Manhattan nhắm vào những người chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Kagin Chen nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ rằng Chúng tôi sẽ không dung thứ cho đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ chính phủ nước ngoài nào với gối hoặc đe dọa người dân Mỹ. Chính quyền Iran vốn có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc, đã ra lệnh cho ba người đàn ông lên kế hoạch ám sát một công dân Mỹ tại Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Cả ba đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Giết người thuê tại tòa án liên bang New York. Nạn nhân sau đó được xác định là Masih Anazad, ba la nhà phê bình mạnh mẽ nhất của chế độ Iran. Bà cũng là mục tiêu của chính quyền Iran trong một kế hoạch bắt cóc bị FBI phá vỡ vào năm 2021. Bắc Kinh lập tới 6 đồn cảnh sát mật ở Hoa Kỳ. Việc FBI bắt giữ hai trưởng đặc vụ của mật vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm dậy sóng dư luận. Sau đó, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Bắc Kinh có tới 5 đồn cảnh sát bất hợp pháp tương tự khác trên khắp Hoa Kỳ. Tờ New York Post trích dẫn một báo cáo của nhóm vận động Safegu Defensor tiết lộ rằng ngoài đồn cảnh sát mật ở Mastan đã bị đóng cửa vào ngày 17 tháng 4, đảng Cộng sản Trung Quốc còn mở các đồn cảnh sát khác ở những nơi khác như New York và Los Angeles. Hoa Kỳ và phương Tây đã cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc đang ngày càng sử dụng bạo lực để bịt miệng những người chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài. Chế độ này đã tìm cách bóp nghẹt những người bất đồng chính kiến, thường thông qua các hoạt động bí mật nhắm vào người gốc Hoa hoặc buộc những người bất đồng chính kiến phải trở về Trung Quốc, nơi họ phải đối mặt với sự đàn áp tàn bạo. Các đồn cảnh sát bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài là gì? Việc Hoa Kỳ bắt giữ hai người thiết lập đồn cảnh sát bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở New York đã cho mọi người nhận ra bản chất các trạm dịch vụ bí ẩn ở nước ngoài của chế độ Bắc Kinh. Những cái gọi là trạm dịch vụ này thực chất là được sử dụng để bức hại công dân Trung Quốc ở nước ngoài. Bắc Kinh có hơn 100 đồn cảnh sát mật trên khắp thế giới và có ít nhất 4 trung tâm ở Bắc Mỹ. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Trung Quốc và Đài Loan, Watter, nói trong một phiên điều trần riêng tại Hạ viện Hoa Kỳ rằng Washington biết Bắc Kinh đang tiến hành các hoạt động xuyên quốc gia trong biên giới của hàng chục quốc gia. Ngoài Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập hơn 100 đồn cảnh sát mật như vậy ở các thành phố lớn và các quốc gia trên thế giới như Canada, Nhật Bản, Argentina, Tây Ban Nha và New Zealand. Ở hầu hết các thành phố lớn của châu Âu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập các đồn cảnh sát bí mật đặt tại London, Amsterdam, Raha, Budapest, Athens, Paris, Madrid, Athens và Frankfurt. Ở Bắc Mỹ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ít nhất 4 trung tâm cảnh sát mật của đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị vạch trần. Ba trong số đó nằm ở Toronto và một ở thành phố New York. Những tội ác vô đạo đức và tràn lan do mật vụ Trung Quốc gây ra trên lãnh thổ của các quốc gia khác đã bị phơi bày hoàn toàn trong một vụ án. Một công dân Trung Quốc có quan hệ với Bộ Công an Trung Quốc đã thuê một thám tử tư ở New York để đánh đập một người tị nạn chính trị người đã có quốc tịch Hoa Kỳ và đang tranh cử. Đáng quan ngại hơn, quan chức Trung Quốc nói với người được thuê rằng họ sẽ có nhiều sự vụ như thế này trong tương lai. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Mỹ hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 7 tháng 7 tuyên bố nước này đã hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng theo nghĩa vụ được nêu trong công ước cấm vũ khí hóa học đây là một cột mốc quan trọng khi đánh dấu một bước tiến lớn của nhân loại trong việc loại bỏ các loại vũ khí hủy diệt gây chết người hàng loạt cũng như trong nỗ lực kiểm soát vũ khí trên toàn thế giới theo tổng thống biden những nỗ lực của mỹ nhằm loại bỏ kho dự trữ vũ khí hóa học đưa nhân loại tiến gần hơn một bước đến một thế giới không còn nổi kinh hoàng của vũ khí hóa học. Mỹ cam kết tiếp tục sát cánh với tổ chức cấm vũ khí hóa học để ngăn chặn việc tàn trữ, sản xuất và sử dụng loại vũ khí này trên toàn thế giới. Mỹ là nước cuối cùng tham gia công ước cấm vũ khí hóa học, hoàn thành việc phá hủy các kho dự trữ vũ khí hóa học, được khai báo. Tổ chức cấm vũ khí hóa học đã gọi cột mốc này là một thành công lịch sử trong nỗ lực giải trừ quân bị hơn một thế kỷ sau khi việc sử dụng vũ khí hóa học không được kiểm soát trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tuyên bố của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc tất cả các kho dự trữ vũ khí hóa học được khai báo trên thế giới đã được xác minh là bị phá hủy và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ Khí Hóa Học Fernando Aguiar cũng thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức trong nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu đòi hỏi sự quan tâm liên tục của cộng đồng quốc tế vũ khí hóa học lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh hiện đại là vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù sau đó công ước geneva đã cấm sử dụng loại vũ khí này song các nước vẫn tiếp tục dự trữ nó theo đánh giá của chuyên gia quân sự với việc phá hủy kho vũ khí nói trên mỹ đang nhấn mạnh rằng những loại vũ khí như vậy không còn được chấp nhận sử dụng trên chiến trường, đồng thời phát đi một thông điệp đến những nước chưa tham gia công ước này. Bà Izumi Nakamitsu, đại diện cấp cao về các vấn đề giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để đảm bảo sự kiên cường liên tục của lệnh cấm đối với những vũ khí khủng khiếp này. Việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ đâu bởi bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, không thể có sự biện minh cho việc sử dụng những vũ khí này. Công ước cấm vũ khí hóa học được thông qua vào năm 1993 và có hiệu lực vào năm 1997, đặt thời hạn chót đến ngày 30 tháng 9 tới để Mỹ tiêu hủy tất cả kho vũ khí hóa học của nước này. Theo tổ chức cấm vũ khí hóa học các bên kiết kết khác đã loại bỏ kho vũ khí hóa học được khai báo của mình. Ước tính tổng cộng khoảng 72.000 tấn kể từ khi văn kiện có hiệu lực. Trong một diễn biến tiếp theo, Mỹ chuẩn bị đảm bảo an ninh kiểu Israel cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden hôm 7 tháng 7 nói với CNN rằng Mỹ sẵn lòng đề nghị cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo an ninh mà hiện nay Mỹ đang dành cho Israel. Nga và Ukraine thay đổi chiến thuật để tạo lợi thế trước đối phương, trong khi Nga đang liên tục nhắm mục tiêu vào vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine. Kiev cố gắng làm hao mòn dần các lực lượng Moscow, tạo ra một bước đột phá chiến lược mà các đơn vị phản công chính có thể tận dụng. Nga nhắm mục tiêu vào vũ khí phương Tây. Theo tướng Oleksandr Tanasky, người chỉ huy cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam, quân đội Nga đang nỗ lực gây thiệt hại và phá hủy tối đa các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Kiev. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công trên tiền tuyến phía nam ở Zaporizhia một tháng trước, sử dụng các phương tiện và vũ khí do phương Tây cung cấp. Ukraine đang tấn công trên nhiều mặt trận để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ và đẩy lùi lực lượng Nga. Tuy nhiên, trong khi tiến hành phản công, lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức. Các lực lượng Nga đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm sử dụng các hệ thống rải mìn tự động bố trí những bãi mìn phức tạp và tiến hành các cuộc tấn công trên không bằng máy bay và tên lửa. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABC News, ông tanaski nói rằng Nga dường như quyết tâm phá hủy các hệ thống vũ khí do đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine. Nga đang nhắm mục tiêu cụ thể vào các thiết bị của phương Tây. Họ đang cố gắng phá hủy càng nhiều phương tiện càng tốt. Đó là ưu tiên của họ, ông Tanasky nói. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluni cũng đưa ra nhận định tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết nhiều thiết bị của phương Tây đã bị phá hủy trong cuộc phản công của Ukraine. Theo ông Zaluni, việc Ukraine triển khai tích cực những vũ khí của phương Tây trên chiến trường không phải để phô diễn mà nhắm nhằm ứng phó với lực lượng Nga. Ông Zaluni giải thích rằng xe tăng Leopard do Đức sản xuất không chỉ đơn giản được coi là xe tăng mà còn là mục tiêu nổi bật đối với đối phương trên chiến trường. Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine cần phương Tây bổ sung các phương tiện trên không và cung cấp nhiều đạn dược hơn để đẩy lùi quân đội Nga. Tướng Zaluni nói rằng Ông đã thảo luận về những nhu cầu cấp thiết này của lực lượng vũ trang Ukraine với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ukraine phản công chậm mà chắc. Theo Erosantham, tốc độ phản công của Ukraine chậm hơn đáng kể so với tốc độ nhanh chóng của cuộc phản công vào mùa thu năm ngoái ở khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Ukraine tuyên bố đã đạt được một số bước tiến ở Ba thành phố ở phía đông nơi Kiev đã phải chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực giành lại lãnh thổ. Ngoài ra, Ukraine khẳng định đã xây dựng được vị trí vững chắc ở phía đông của sông Dnieper, hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Theo các chỉ huy và quan chức Ukraine, mục tiêu của nước này là làm hao mòn dần các lực lượng Nga, tạo ra một bước đột phá chiến lược mà các đơn vị phản công chính của Ukraine có thể tận dụng